Này, thức thức uống yêu thích của bà nè. Ê, cái gì vậy? Ô, ngon vậy. Suplex. Ủa, mày nằm dưới háng bà là mày xong rồi con. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Great Devil Gamer. Và cái bên mình là... Tôi là bà ngoại của nó. Bà ngoại gì tên Evan Đỏ? Bà thích cái thằng đó nên bà đặt theo. Cháu mất dạy mày. Và hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện chuyện bà cháu. Và nhiệm vụ của mình là phải giết bà ngoại của mình. Trời đất ơi, mất dạy mày. Ủa, con đứng ở dưới nhà sao bà ngoại nghe được vậy? Tao xài máy trợ thính nha mày. Trời. À, còn tôi là bây giờ tôi không có nhớ tôi phải làm cái gì hết. Tôi cần một cái liều thuốc. Một cái liều thuốc màu xanh lá cây. À đây. Bà ngoại ơi. Ơi. Bà ngoại đang thay đồ hả? Con vô coi với. Bốc chạy mày. Bà ngoại. Con có cái chai này đẹp lắm nè. Bà ngoại đứng yên đi. Rồi. Nè, bà ngoại ơi, con tặng cho bà ngoại cái chai. Trời ơi. Mày mất dạy rồi con ơi. Mày chết mẹ mày với bà. Bà ngoại quay lại bà ngoại. Ê mày đứng lại. Đâu bà bắt được con. Mày tao bắt được mày là mày chết với bà. Trời ơi, sao tôi chậm quá vậy trời. Bà già rồi. Hồi trẻ ông chơi bà dữ quá, bây giờ bà chậm ghi. Ê, hụt. Liêu bà. Ê, bà chơi mất dạy vậy. Mày dám ném bà hả? Hôm nay bà sẽ cho mày chết. Núp vô. Rồi bà không thấy mình đâu. Nó đâu rồi ta. Bà sẽ không thấy mình đâu. Nó đâu rồi ta. Mày chết mày với bà con ơi. Bởi người ta bạo hành trẻ nhỏ. Bà già chậm gì. Tôi sẽ chôm thuốc của bà. Bà già chậm gì. Chôm thuốc. Trời ơi, bà đá tôi ra cửa sổ luôn. Mày còn mất dạy với bà nữa không con? Dạ còn. Trời ơi, mày chết mày với bà. Bà xuống bà chơi mày. Trời, bà già rồi mà bà đòi cầm cỏ non. Bà sẽ nuốt luôn cọng cỏ. Trời, ta mới mọc có cọng cỏ mà đòi mà nuốt. Bà. Cái gì? Cái này cái hay gì? Lắm nè. Cái gì đó? Trời ơi, bà có cái cây gì bóp lửa. Trời ơi, tôi già rồi mà nó còn đâm tôi. Bà ăn lá đu đủ vô mới được. Mày đọc này, này đây. Cháu ơi, cháu yêu của bà. Bà ơi, có gì sau lưng bà kìa? Cái gì vậy? Cháu chạy rồi. Chạy. Trời, bà gì kỳ vậy? Bà mà đá cháu má bể cửa. Bà đợi đi, bà ra bà coi cái cửa đi. Đâu, để bà ra coi. Bà háo quá, giờ bà đền cho ba mẹ con đi. Từ từ mày, tao già rồi, tao chậm nha. Ba mẹ còn bỏ tiền ra nuôi bà, bà đá con bể cửa vậy đó hả? Ê, chứ tao không nuôi ba mẹ mày hả? Có nuôi đâu, xào xào không à. Đâu, cái cửa đâu? Đâu, bà nhìn xuống đi. Đây đó. Nè, đúng rồi đó. Trời ơi. Nhức đầu không bà? Liêu, bà nhức đầu. Mày... Chết rồi, vào gừng luôn. Bà đá con vô gừng luôn ấy. Mày dám rái lỗ tai bà. Xưa bà có hay đi hớt tóc không? Mày thấy đầu tao rồi mày còn hỏi.
À bà đi hớt tóc nhiều lắm, chắc vô mấy chú hớt tóc cạo lông dái cái lỗ tai bà. Mấy mày này hỗn hào rồi, mất dạy giết quen để bà chị mày mới được. Rít ơi, gì mày? Ê tao bà mày nha, không phải bạn á. Ờ lỗi gì gì ngoại. Con đâu rồi? Bà ơi, quay lại đi. Ơi, surprise. Mày chết với bà. Sao tôi mệt dữ vậy ta? Thôi kệ nó. Tôi phải đi trồng cây thôi. Bà sắp chết rồi. Sao con giết được bà được, bây giờ bà khóa cửa lại không cho con vô luôn. Khóa nè. Trời. Trời. Đâm không trúng, xui ghê. À, mày đây rồi thằng. À. Trời ơi, còn một máu. Bà còn một máu mà. Con sẽ không bao giờ giết được bà đâu. Yeah. Bà đã chết queo rồi. Bà ơi, bà giống như cục cức. Trời. Ê khổng mày. Ủa sao mình hát ở dưới mà bà nghe ta. Mấy chợ thính tao to đó nghe. Hôm nay tôi chưa tưới cây. Để tôi xuống tôi tưới cây chứ không vợ chồng về chữ nữa. Đây rồi, đây rồi. Ủa bà hút cái cây gì mà thấy bà tê tê vậy? Cây đu đủ đó con. Đu đủ không? Cái trái đu đủ bà. Bà trồng lá chứ bà không có lấy trái con ư. Bà tưới cây con ở dưới chơi ngoan nha. Đéo. Trời, mất dạy mày. Bà sẽ trừng trị cái tội mất dạy của mày. Bà có. Riết ơi, bà có súng nghe. Ô tưới cây. Tới ngày nào nó cũng yên bình vậy phải khỏe không? Bà ơi. Ơi. Quay lại đi bà. Gì vậy con? Surprise motherfucker. Bà làm gì con vậy? Bà shoot con. Để kiến rồi. Con thoát sao được tay bà. Ngồi yên nó chơi đi con. Bà nằm yên nó chơi đi cho bà làm việc nha. Rồi xong một cây nữa rồi. Bà ơi. Ơi. Vai bà dính con dao kìa bà. Con lấy ra giùm bà được không? Bà. Này thức uống yêu thích của bà nè. Ê. Cái gì vậy? Ngon vậy. Đau, bà đau háng chưa bà? Mày mất dạy quá rồi. Suplex. Ủa? Mày nằm dưới háng bà là mày xong rồi con. Chết rồi. Bà ơi, cháu cho bà bình trà uống trà nè. Ơi, ngoan quá. Đâu đưa cho bà. Nè bà. Đây. Uống đi bà. Trời ơi. Tôi tức cái thằng này quá. Bà nấu đồ ăn cho con đi. Đây đây bà có đồ ăn cho con rồi. À bà mất dạy. Bà mất dạy. Bà mất dạy. Để kịp. Bà. Ê. Con. Mày đâu rồi?
Rít à, lại bà thương thương nè. Bà sẽ không bao giờ thắng được tôi đâu. Ê mày con. Tôi đá đó xong tôi té cầu thang luôn rồi. Tôi chết luôn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe. Và ngoài ra thì hãy comment cho mình biết là các bạn muốn xem tiếp series chuyện bà cháu hay không. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.